Vâng, con xe Mercedes C240 được em chạy trực tiếp từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra từ cửa hàng em đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Và sau đây em sẽ cho quý vị các bạn nhìn tổng thành chi tiết về cái con Mercedes C240 đời 2004 này. Vâng, xin mời quý vị các bạn. Vâng, thì lúc đầu em cũng rất là lưỡng lự khi chạy cái con Mercedes này từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra đến ngoài Bắc, bởi vì có thể những dòng xe cũ cũng chưa trải nghiệm bao giờ. Thì muốn đi thử vừa để trải nghiệm ra ngoài Bắc đi bằng xe ô tô đấy, và vừa để thử nghiệm cái con Mercedes này nó có cái sức chịu đựng đi từ trong miền Nam ra đến tận ngoài Bắc hay không. Thì nhưng mà sau khi đi cái mẫu xe Mercedes C240 này thì chạy ra tận ngoài Bắc thì theo em cảm nhận thì con này chạy rất là ổn định đấy, phải nói chạy rất là ổn định. Quãng đường gần 2.000 cây số mà chạy từ ngoài Bắc, từ trong miền Nam ra tận ngoài Bắc thì mẫu xe này nó cũng không có trục trặc gì trên đường cả, chạy rất là ổn định. Và hơn nữa cái dòng xe Mercedes này chạy rất là đầm đấy, chạy rất là nhiều qua những cung đường khó, ví dụ như là đi em đi nối đèo Lò Xo đấy, chạy từ khu vực Gia Lai ra đến ngoài khu Đà Nẵng đấy, chạy những cung đường rất khó, đèo trên đèo cao và nhiều cái dốc rất là khó khăn. Nhưng mà mẫu xe này chạy rất là đầm và rất là an toàn, về cái tất cả những cái chức năng xe còn hoạt động rất tốt đấy. Chạy một cái vừa trải nghiệm, phải nói thật quý vị các bạn là vừa trải nghiệm và để chạy thử con xe Mercedes xem nó chạy ra ngoài Bắc nó có ổn định hay không. Cũng chưa chạy bao giờ một cái cung đường dài thế, kể cả đi ra các dòng xe khác. Và đấy là lần đầu tiên em chạy từ trong Sài Gòn ra đến ngoài Bắc đi bằng một con xe Mercedes C240 sản xuất năm 2004 này. Đấy, vừa chạy vừa kiểm tra cái chất lượng xe thì theo em chạy cách rất là, bởi vì từ trong Nam ra ngoài Bắc là còn rất là nhiều cung đường khó, nhưng mà chạy cái mẫu xe Mercedes này em cảm thấy chạy rất là an toàn, phải nói là rất là an toàn, và ra đến ngoài Bắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có một lỗi lầm và cũng không bị trục trặc nhỏ trên đường đối với mẫu xe Mercedes C240 này. Đấy, đợt trước thì em ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì đã quay cho quý vị các bạn rồi, và mẫu xe này thì hôm nay em chạy nên là lên Đắk Lắk xong xuống Gia Lai xong chạy ra Đà Nẵng và chạy thông ra đến tận ngoài Bắc này. Thì cái mẫu xe này thì các bạn nhìn đấy, một cái mẫu xe sản xuất năm 2004 thì những cái tin đồn dòng Mercedes có thể là không lành máy hay là hay hỏng vặt thì theo em nghĩ là không phải. Nếu một cái chạy một con xe cũ và đây một con xe cũ đời sâu mà chạy từ miền Nam ra ngoài Bắc cũng không phải chuyện đơn giản, rất là mạo hiểm. Nhưng mà khi đã chạy xong rồi ra đến ngoài Bắc rồi thì theo em cảm nhận là con Mercedes này chạy rất là an toàn, nó rất là an toàn và rất là lành máy, chạy từ trong miền Nam ra cung đường dài thế nhưng không có trục trặc gì nhỏ trên đường cả, và chạy rất là sướng. Hơn nữa dòng xe Mercedes này chạy rất là sướng và an toàn đấy. Với con Mercedes C240 này thì đợt trước em đã quay cho quý vị các bạn rồi, với đời 2004 với phiên bản số tự động và được bên em bán mức giá chỉ có 220 triệu đồng thôi đấy. Bác nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe Mercedes C240 sản xuất năm 2004 này thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0888 907 666, hoặc đến tại cửa hàng em đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương để xem cái mẫu xe Mercedes C240, một cái mẫu xe màu bạc đấy, xe là rất là đẹp, biển 83 ấy. Vì vậy là bác nào có nhu cầu muốn test thử chạy đến đây thì thôi, nói thật là không cần phải test, em đã test rất là kỹ về cái chất lượng con xe này rồi đấy. Chạy từ miền Nam ra đây thì quý vị các bạn biết là cái mẫu xe này nó có sức chịu đựng cũng rất là tốt luôn. Đối với một mẫu xe cũ, đôi khi là những cái cung đường rất là khó khăn thì những dòng xe Mercedes này đấy, chạy ra đến ngoài này rất là an toàn và không có hiện tượng trục trặc gì nhỏ trên đường cả, chạy rất là chất lượng luôn đấy. Về cái phần tổng thành xe thì quý vị các bạn nhìn bằng hình ảnh đây thì cũng không có hiện tượng xước xát gì, cũng không có lỗi gì về cái phần thân vỏ cả, cam kết là không có lỗi về phần thân vỏ, keo chỉ thì hoàn toàn là keo chỉ zin cả xe luôn, rất là đẹp. Cái mẫu xe này thì về cái phần thân vỏ là cam kết cho quý vị các bạn là xe không đâm va gì nhé. Đấy, nội thất rất là đẹp đấy, chạy từ trong miền Nam ra tận ngoài Bắc rồi nên về cái phần trải nghiệm là không cần phải nói về phần trải nghiệm, cam kết là xe chạy rất ổn định và rất là chất rồi. Đấy, chạy từ trong miền Nam ra đến tận ngoài này mà xe thì không có một lỗi gì, chạy trên đường chạy rất là ổn định. Và đấy về cái phần thân vỏ. Còn đây cái phần nội thất của xe thì em sẽ quay tổng thành cho quý vị các bạn luôn đối với cái phần xe Mercedes C240 này. Đấy, một cái mẫu xe rất là đẹp luôn. Đấy, cái giá 220 triệu này em bao rút hồ sơ trên toàn quốc nhé quý vị các bạn nhé. Đấy, giá đấy là em bao gồm phí rút hồ sơ trên toàn quốc rồi đối với cái mẫu xe Mercedes C240 này rồi. Đấy. Đây, quay tổng thành về cái phần nội thất để đứng ngoài cho quý vị cùng nhìn tổng thành cái phần nội thất của xe trước. Đối với cái dòng xe Mercedes C240 này thì cái nội thất hoàn toàn là một màu đen đấy, nên nó kết hợp với cái thân vỏ màu bạc thì khiến cái màu xe nội thất nó rất là sang trọng. Quý vị các bạn nhìn đây, để cái phần nội thất của xe rất là sang trọng luôn.
giá chỉ có 220 triệu thôi, sở hữu một cái mẫu xe hoàn toàn ổn định, khẳng định như bên một cái mẫu xe này là hoàn toàn ổn định, nên là quý vị các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của xe. Em đã chạy trải nghiệm từ trong tận thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Hải Dương rồi, nên là quý vị các bạn hoàn toàn là có thể yên tâm về cái chất lượng của xe. Đấy, đối với cái dòng xe Mercedes C240 này, nó là một cái phiên bản form mới, nên là ví dụ như tất cả về cái phần gương kính chỉnh điện cũng như là cái phần chỉnh ghế này, nó giống cái phần con E240. Đấy quý vị và nó giống cái phần E240, nhớ ghế rất đầy đủ hết nhé, ghế chỉnh ghế đây, đấy đầy đủ hết. Đây các chức năng của xe, bật cốp này, gương kính chỉnh điện này, tất cả đều nằm ở cánh cửa như các con xe Mercedes E240. Đấy. Đấy, em đã mở cốp lên, thế chỉ cần ấn nút này là cốp tự động mở nha quý vị các bạn nhé. Về cái phần nội thất của xe thì em quay phần tapni thì quý vị các bạn đây, đối với cái dòng xe này thì cái phần nội thất của nó hoàn toàn màu đen, vì vậy cái phần xe nó kết hợp nên nó rất là sang trọng đối với cái dòng xe Mercedes. Đấy, tổng thành xe thì về cái phần ghế da, nó vẫn là ghế da nguyên bản theo xe và được trang bị số tự động. Đấy, với cái bản form mới này thì cái điều hòa nó khác hoàn toàn form cũ. Đấy, cái điều hòa nó khác, nó là điều hòa auto và cái điều hòa cái khu để điều hòa nó khác cái dòng bản phong cũ rồi, mà nó đẹp hơn, kết hợp đẹp hơn. Thì cái mẫu xe này thì được chủ xe đã trang bị lên màn hình và cam lùi đầy đủ hết rồi nhé quý vị các bạn nhé. Trang bị đầy đủ màn hình, cam lùi đầy đủ. Và cái form dáng của xe thì quý vị các bạn, về cái phần nội thất tapno này nó tương đối giống cái dòng C200. Đấy, nó tương đối giống cái dòng C200 bởi vì cái dòng này nó là cùng dòng C. Nhưng mà cái chỉnh ghế điện rồi các thứ nó lại giống dòng E240. Đấy, nó có kết hợp rất là nhiều thứ, nên con dòng C này thì nó có cái thân vỏ, ví dụ cái phần chiều rộng chiều dài thì nó tương đương dòng đối với dòng C. Đấy, nhưng mà những cái chức năng ví dụ nó lại kết hợp của dòng E rất là nhiều, nên con C240 này gọi C240 form mới 2004. Đấy, giá thì chỉ có 220 triệu thôi quý vị các bạn nhé. Đấy, giá chỉ 220 triệu thôi, sở hữu một cái mẫu xe rất là lành máy, chạy rất là thoát xe quý vị các bạn nhé. Đấy, tất cả những cái phần ghế da này là ghế da nguyên bản và trang bị số tự động cũng như điều hòa ô tô. Và cái mẫu xe này trang bị cũng là 6 túi khí an toàn. Đấy quý vị các bạn, 6 túi khí an toàn, nên là quý vị các bạn hoàn toàn yên tâm cái mẫu xe này. Đấy, về cái phần chất lượng xe thì trải nghiệm cũng như video đầu video em đã nói rồi, cái mẫu xe này thì em chạy từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra đến ngoài Bắc, nên vì vậy là cái chất lượng xe thì quý vị các bạn không phải bàn về cái chất lượng xe nữa, bởi vì nó quá ổn định khi chạy một cái quãng đường quá dài. Lúc đầu thì em cũng là rất là lưỡng lự để chạy một cái mẫu xe từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra, và một cái mẫu xe đời cũng sâu rồi, vừa để trải nghiệm vừa để kiểm tra chất lượng cái mẫu xe này thì em đã chạy ra tận ngoài Bắc. Cái mẫu xe này hiện tại ra ngoài Bắc là rất là ổn định, không có một lỗi gì cả, đi trên đường rất là chắc chắn và an toàn. Bởi vì khu thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Bắc là rất nhiều cái cung đường khó đi, nhưng mà cái mẫu xe này đã đi rất là tốt và không có trục trặc gì nhỏ trên đường cả. Đấy, đối với cái dòng xe này thì gần như nó còn độ nguyên bản rất là nhiều, từ những cái con ốc của nhà sản xuất đây này, cái phần ốc của nhà sản xuất nó vẫn nguyên tem của mọi người Mercedes này, ốc trên cũng vậy. Đấy, tất cả những cái ốc của xe và cái phần nỉ của xe thì đây lùng quanh phiền này nó vẫn là nỉ 100% quý vị các bạn nhé. Đấy, nỉ 100% luôn. Xe thì các bạn nhìn đây, tất cả những cái chi tiết của xe thì em có quay cho các bạn, nỉ đây là nỉ của xe này, nỉ nguyên bản theo xe và gần như nếu để rửa đi xong thì nó gần như là mới quý vị các bạn nhé. Gần như mới đây, tất cả nỉ hoàn toàn. Đấy, chân ga, chân tun côn thì quý vị các bạn nhìn nó không bị mòn gì nhiều cả. Cái dòng này là dòng xe sang, dòng đi chơi nên là người ta chạy rất là ít cái mẫu xe này. Đấy, tất cả những cái chi tiết của xe thì quý vị các bạn nhìn đây, đây là thương hiệu Mercedes này. Đấy, tất cả logo. Đấy, cột này toàn bộ là hãn bằng nỉ hết nhé các bạn nhé. Đấy, cái phần khóa cửa này. Đấy, khóa cửa là cũng là đều ốc nhựa hết này. Đấy, nhựa, nhưng mà thưa các bạn nhìn thấy nó có mòn mấy đâu, từ những năm 2004 đến giờ nó không hề mòn mấy với cái mẫu xe này. Cái một cái mẫu xe giờ cái dòng Mercedes thì nó là dòng chất rồi, nên các bạn yên tâm về cái phần chất lượng của xe. Đấy nhá. Đấy, tổng thành xe quý vị mà. Đấy, sàn hoàn toàn nó vẫn là sàn hoàn toàn vẫn là sàn nỉ này. Đấy, đây. Vẫn là hoàn sàn nỉ hoàn toàn 100%. Tất cả nhé, nếu mà cái xe nó dòng xe đi chơi, dòng xe sang, nếu mà dòng xe mà đi làm hay là chạy nhiều thì quý vị các bạn những cái phần sàn này sẽ không còn được nữa, bởi vì người ta chắc chắn phải bọc ra, bởi vì nó sẽ rất là bẩn. Thì mỗi xe này sàn nỉ tất cả lùng quanh xe nó vẫn là sàn nỉ 100%, nên quý vị các bạn mua cái mẫu xe này về hoàn toàn là yên tâm là cái dòng xe rất là đẹp và còn rất là chất xe nhé quý vị các bạn nhé, vẫn rất là chất xe luôn. Đấy, 4 tapni
Đấy, bố tắp ni vẫn là tắp ni da nguyên bản đúng không ạ? Vẫn là kết hợp màu đen với màu bạc của xe, xe rất đẹp. Và keo chỉ hoàn toàn vẫn là keo chỉ zin 100%. Đấy, keo chỉ zin 100% luôn. Cái ốp này, đây là cái phần cua lốp. Thông đây là những cái dòng xe phần cua lốp này nhé, nó vẫn là đây là cua lốp, nó vẫn là lỉ nhé các bạn nhé. Từ những năm 2004 bây giờ gọi là 15 năm rồi. Cái này vẫn là lỉ nguyên bản luôn. Đấy, cái dòng xe sang người ta bố trí nhé, kể cả những phần chi tiết ở ngoài vẫn là lỉ, chưa mất lỉ nhé. Xe rất đẹp, cũng được trang bị là dòng đúc và phanh đĩa 4 bánh ABS đầy đủ hết. Cái chế độ an toàn rất là cao đối với dòng xe Mercedes này. Đấy, mọi chức năng nỉ cua lốp còn nguyên. Đấy, xe thì trang bị la răng đúc này. Đấy, gầm bệ thì rất là chắc chắn, thì em quay luôn gầm bệ cho con xe. Dòng này dòng mẹt thì gầm bệ thì hoàn toàn yên tâm là gầm bệ không lo mục mọt gì cả nhé. Khẳng định là cái dòng mẹt này không lo mục mọt gì về cái phần về gầm bệ cả. Đấy, những cái chi tiết của xe. Con này nó là C240 chứ không phải là E. Đây là chủ xe dán cái mác E của nó là C240 nhé các bạn nhé. C240. Cua lốp tất cả cái phần này của dòng mẹt này, cua lốp nó là nhựa hết, là cái phần này nó bọc nhựa hết này. Các bạn nhìn đấy, đấy cái phần cua lốp nó bọc nhựa hết xung quanh tất cả những chi tiết này. Đấy. Kích thước đầy đủ hết nhé. Đầy đủ đồ chơi, đồ nghề, đầy đủ đồ chơi hết. Xe thì em chạy thẳng từ ngoài trong miền Nam ra tận ngoài Bắc thì các bạn biết là cái chất lượng xe mà nói chung là cũng phải trải nghiệm, cũng một cái mẫu xe chất lượng lắm mới chịu đựng được một cái cung đường rất là dài như thế, bởi vì những dòng xe này là dòng xe đời sâu rồi. Đấy, đối với cái dòng xe Mercedes này cũng vậy. Đấy, phần nỉ này, cốp nó vẫn là nguyên nỉ theo xe hết nhé các bạn nhé. À, phần này thì bọc nhựa này. Đấy. Cổ này bọc nhựa, cái dòng xe sang người ta trang bị nó rất là hiện đại, nó kiên cố, nó không như mấy cái dòng xe phổ thông để chạy dịch vụ taxi. Cái dòng xe này là dòng xe đi chơi nên là người ta trang bị hết. Đấy, đối với cái dòng xe này, logo của mẹt vẫn được trang bị cam lùi đầy đủ hết nhé các bạn nhé. Đấy, logo trang đùi cam lùi đầy đủ, và thiết kế cái đèn hậu của xe nữa. Dòng xe này đây, quý vị các bạn nhìn cái phần đuôi xe nó hoàn toàn sang hơn các dòng xe thông thường khác, mà giá bây giờ chỉ có 220 triệu thôi. Đấy, giá rất là rẻ, chỉ có 220 triệu thôi các bạn. Nhìn cái phần đuôi xe. Đấy, đuôi xe thì nó bố trí nó rất là sang trọng hơn cái dòng xe phổ thông rất là nhiều luôn. Đấy. Đèn bộ đèn hậu này cũng kết hợp với cái đuôi xe, các bạn nhìn thấy nó rất là cân đối nhé. Đối với cái dòng xe mẹt nó thiết kế rất là cân đối mà giá tiền rất là phổ thông luôn, bởi vì thực chất là những cái dòng xe mẹt này là nhiều bác không có đủ tự tin mua mẹt và lo cái về cái vấn đề sửa chữa hay là hỏng hóc, nhưng cũng không phải, đấy chỉ là tin đồn thôi, cũng không hoàn toàn là thực tế, bởi vì dòng xe mẹt nó là một cái dòng xe tương đối chắc chắn và bền bỉ. Đấy, về cái chất lượng của xe. Đấy, cái phần tôn thì các tôn trong cái nắp bình xăng các bạn nhìn thấy còn sáng nguyên, và cái những phần này gần như sơn chi ít người để ý đến và cũng hay bỏ quên những cái phần này, nhưng thực chất là các bạn nhìn thấy cái phần tôn của nó trong còn sáng choang và không có hiện tượng mục mọt hay là gì cả. Các bạn nhìn đấy, hay những cái chi tiết của xe, lốp hoàn toàn là bốn lốp rất là đẹp, cua lốp bốn cua lốp này các bạn nhìn vẫn là lỉ nguyên bản nhé. Đấy, bốn cua lốp vẫn là lỉ nguyên bản luôn. Tổng thành 4 táp ni còn rất là đẹp, và keo chỉ hoàn toàn là keo chỉ zin 100%. Đấy, thì ở đoàn đây, keo chỉ hoàn toàn là keo chỉ zin luôn. Ghế da thì còn rất là đẹp, mọi chi tiết của xe. Các bạn đây. Đấy, về cái phần ngắm thì bên ngoài các bạn nhìn cái phần nội thất hoàn toàn nó màu đen, xe rất là đều xe và đẹp xe. Nó rất là sang. Đấy, bỏ tầm tiền hơn 200 triệu nếu mà các bạn có nhu cầu về mua về đi gia đình, theo em nghĩ là chọn con mẹt C240 này mà chạy rất là ổn định luôn. Đấy, xe rất là sang. Nếu các bạn không có nhu cầu chạy dịch vụ chỉ để đi gia đình thôi thì lấy cái con mẹt C240 này chạy, nó là một cái dòng xe sang và chạy cũng rất là đẳng cấp luôn, chạy rất là sướng. Với phiên bản số tự động này chị em phụ nữ có thể chạy được, nên là vì vậy là ví dụ các bạn mua về đi gia đình kết hợp có thể là cho chị em phụ nữ hoặc là vợ các con chạy cũng đều được, nó rất là nhàn luôn, vì nó nghiêng một cái về cái vấn đề là xe gia đình không phải là kết hợp chạy dịch vụ. Nếu mà kết hợp chạy dịch vụ thì có thể là mua Vios hoặc Innova, những cái mẫu xe này chuyên về đi gia đình, không ai chạy dịch vụ dòng Mercedes này cả, nên là cái dòng xe này người ta giữ còn rất là chắc chắn. Đấy, sau này em sẽ cho các bạn nhìn luôn cái phần khoang máy và nổ máy luôn để cho quý vị các bạn xem luôn, để xem cái chất lượng và kiểm tra cái chất lượng máy móc cũng như là chất lượng của xe luôn. Để em nổ máy luôn để cho các bạn xem luôn, bởi vì trải nghiệm thực tế luôn, thì các bạn ở xa có thể chốt luôn được cái mẫu xe này, bởi vì giá chỉ có 220 triệu bao rút hồ sơ cho tất cả các bác các tỉnh thành trên toàn quốc. Đấy, nên các bác hoàn toàn yên tâm, ví dụ mua cái mẫu xe Mercedes này mua về
chỉ vật chạy thôi, cũng không phải lo sửa chữa, cũng không phải lo hỏng vặt gì cái dòng cái xe Mercedes này cả. Đấy, con này chạy rất là lành nhé các bạn nhé. Đấy, chạy rất là lành. Vâng, và em cho máy con Mercedes C240 và đang nổ máy để cho quý vị các bạn trải nghiệm luôn. Đấy, các bạn đối với cái động cơ V6 2.5 mà con Mercedes C240 này nổ máy thì quý vị các bạn nhìn thấy cả rất là êm máy luôn ạ. Máy rất là êm. Đấy, hiện tại máy với em đang nổ nhé quý vị các bạn nhé. Với cái dòng xe Mercedes C240 này nó có cái khoang máy khoảng giống con E240 về cái máy đều là động cơ 2.5 nhưng mà máy nổ rất là êm luôn. Đấy, máy vẫn nổ. Đấy, cả rất là ổn định, chạy từ trong khu vực miền Nam ra ngoài này máy vẫn rất là ổn định và chạy không có hiện tượng hỏng hoặc gì trên đường cả. Đấy, vì vậy là các bạn nào mua cái mẫu xe Mercedes C240 này hoàn toàn có thể mua về chạy gia đình được, bởi vì em đã trải nghiệm rất là kỹ đối với con xe này rồi, chạy từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh ra tận ngoài này mà xe vẫn ổn định bình thường. Đấy, không bị hỏng mặt một tí nào, chạy trên đường rất là ngon, rất là an toàn. Đấy, nên bạn nào mua về cái mẫu xe này về hoàn toàn là chạy được, đã được em trải nghiệm và test thử rất là kỹ rồi, nên là cái với cái động cơ 2.5 mức tiêu hao nhiên liệu của nó tương đối hợp lý thôi. Đối với dòng xe Mercedes này chạy thì rất là chắc chắn và giá thành rất là hợp lý luôn. Cái mẫu xe này hiện tại bên em bán có 220 triệu đồng bao hồ sơ trên toàn quốc. Nếu bác nào có nhu cầu muốn rút hồ sơ em sẽ bao rút hồ sơ trên toàn quốc. Đấy, và sau đây em sẽ cho quý vị các bạn nhìn tổng thành lại tất cả những chi tiết của con C240 này. Với giá tầm tiền bên em đang bán là 220 triệu đồng. Đấy, các bạn nhìn đây, 220 triệu đồng để sở hữu cái mẫu xe Mercedes C240. Giá rất là hợp lý luôn nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu muốn mua thì chốt thì có thể alo sớm cho em theo số điện thoại là 0888 907 666, hoặc đến tại cửa hàng em đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương để xem xe. Đấy, xem thực tế cái mẫu xe Mercedes C240 đã được mang từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài cửa hàng em đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Đấy, rất hợp lý thôi. Đấy, giá thành xe thì có 220 triệu đồng thôi, một cái mẫu xe Mercedes đời 2004. Đấy, máy em vẫn đang để cho nổ, hiện tượng là máy rất là êm ở con này nhé quý vị các bạn nhé, máy rất nổ rất là êm. Đấy, thực tế nhất là máy nổ đang nổ và máy nổ rất là êm cho quý vị các bạn trải nghiệm thực tế luôn. Đấy, cái mẫu xe này. Đấy, tổng thành xe Mercedes C240 2004 phong mới và giá chỉ có 220 triệu đồng. Đấy, các bạn có thể kết hợp mua về đi gia đình rất là hợp lý đối với mẫu xe Mercedes này. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi clip của em. Và các bác nhớ có nhu cầu muốn bán xe, muốn trao đổi xe thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0888 907 666. Em sẽ đến tận nơi xem xe và thu mua cho các bác giá tốt nhất. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác.